Quỳ thẳng lên. Cứ quỳ ở đấy cho đến khi nào biết sai đi. Con thề với bố là lần này con không định đánh nhau thật. Bố bắt quỳ không phải vì tội đánh nhau của anh. Nếu không nghĩ ra thì cứ quỳ ở đấy thôi. Con nghe đấy ạ? Thì con đang quỳ thẳng mà. Dạ. Như con ma. Mọi khi đi đánh nhau có bắt mình quỳ bao giờ đâu. Lần này mình sai ở đâu nữa? Hoa, hôm nay hàng họ thế nào em? Cũng bình thường anh. Anh mua nước đậu cho em này. Anh đi về đây. Anh Lâm, anh ngồi xuống đây em bảo. Anh cứ ngồi xuống đây. Có việc gì mà trông Hoa quan trọng thế? Thế bảo lợn vướng vào vụ ẩu đả nào đấy phải không ạ? Thằng Bão nhà anh Bình ở hàng xóm nhà em còn bị thương, phải lên tỉnh đấy. Thế Lợi có làm sao không ạ anh? Cái thằng đấy, anh cứ mong đứa nào đánh được nó, cho nó một trận cho nó sáng mắt ra. Anh này, Lợi nó là đứa sống tình cảm. Anh chỉ cần bảo ban, khuyên nhủ nó nhẹ nhàng, rồi nó sẽ nhận ra khuyết điểm của nó thôi. Lần trước em cũng nói với anh thế, anh có dám làm gì nó đâu. Nhưng mà cái thằng này, yêu là phải cho vọt, chứ cho ngọt là nó cho mình ăn đất ngay. Cũng may Nghĩa nhà em nó ngoan, em đỡ vất vả. Em có ít bánh khúc, anh mang về hai bố con ăn nhé. Bánh khúc á? Đúng món anh thích đấy. Em lại mua ấy à? Tốn tiền ra. Tiền nong gì chứ, bánh khúc em tự làm. Hôm qua ra bờ sông, em thấy rau khúc non, em hái về làm đấy. Anh mang về ăn xem em làm có ngon không. Em làm thì chắc chắn là phải ngon rồi. Nhà không có bóng dáng phụ nữ, có mỗi hai bố con toàn chém to kho mặn ăn cho xong bữa. Mấy khi mà có bánh ăn thế này. Thôi anh đi về đây, về lại phải lao vào bếp nấu cơm đây này. Vâng. Về là anh ăn luôn đấy. Thôi, quỳ thế đủ rồi, ra ăn cơm đi. Nay bố định cho anh nhịn cơm, may có mấy bánh khúc, bố ăn hết rồi. Nò quá mới còn cơm phần anh. Vâng, nhất bố biết ăn cả quả vặt một mình. Chị Hoa chị cho đấy,
Anh muốn ăn thì cưới vợ về bảo nó làm cho mà ăn. Thế chắc con phải cảm ơn chị Hoa. Vì nhờ có chị ấy, con mới có cơm ăn. Ăn đi, rồi tôi tính sổ với anh. Quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.